Đây là chiếc Range Rover phiên bản Vogue. Ở trước là cụm đèn pha pixel led. Đây còn 144 cái bóng đèn. Cảm biến khoảng cách trước và sau, mỗi bên là 6 trước và 6 sau nha. Camera phía trước này, chiếc xe ấn tượng với cái bộ mâm lớn nhất của Range Rover, kiểu dáng mới nhất, có kích thước lên tới 22 inch, rất đẹp. Ngoài thắt màu đen kết hợp với măng cá màu xám tạo thành cái khối thống nhất và rất là cứng cáp. Cảnh báo độ sâu mực nước, camera hai bên. Chiếc xe chưa được trang bị cảnh báo điểm mù. Tất cả bốn cánh cửa đều có thể mở bằng vân tay. Phiên bản Vogue này có chiều dài là 5 mét, ống xả kép, ống xả đơn nằm đối xứng, được giấu khá thấp nhưng mà rất thể thao. Cốp sau vì thiếu option, vì thiếu cái option cúp điện, mà ở dưới thì có cúp điện. Đây, hàng ghế sau được chỉnh điện luôn. Điều hòa tự động 4 vòng độc lập, tăng giảm hai bên khác nhau, cắm sạc hoặc là thêm các nút nguồn. Màn hình giải trí phía sau, gió ở trên nóc. Màn hình này có thể chỉnh được ghế sau làm nóng hoặc làm mát, chỉnh ghế bên phải hoặc bên trái, chỉnh được âm thanh hoặc các chế độ khác. Bản đồ, chỉnh hướng gió, tắt âm thanh. Cửa sổ trời thì rất là rộng rãi. Mình lên ghế trước mình xem ha. Đây đèn này, đèn đọc sách này, đèn xem máy tính này, đóng rèm cửa này. Đây là ghế tài, gập kính, chỉnh kính, hạ xe, lốc trẻ em, dưới chỉnh điện 22 hướng, hệ thống âm thanh Meridian. Chiếc Vogue này có trang bị khá là nhiều option full, như là phanh khoảng cách này, cảnh báo chật làn đường này, giới hạn tốc độ này, sưởi vô lăng này, rồi chế độ cruise control này, vô lăng ốp gỗ này, và có heads-up display. Wow, quá trời luôn. Đây là màn hình trung tâm điều khiển các chức năng khác, kết nối Bluetooth. Chiếc xe này thì không trang bị cái đổi màu nội thất, cái này do chủ xe đặt riêng.
các chế độ địa hình, eco, chế độ normal, rồi lội nước, đi đường cát, thuật chế độ leo núi địa hình, đường xấu, vân vân vân. Còn đây là chức năng nâng hạ gầm, hỗ trợ đổ dốc, hoặc là những trường hợp là leo dốc đứng. Cái nút này là nút cân bằng điện tử. Sạc điện thoại này, học lành này. Đấy. Nói về cái da của chiếc Vox này, đây là dòng xe cao cấp, da của nó rất là mịn và mát mềm. Giá của chiếc xe này hiện tại là 9.722 triệu, chưa bao gồm đăng ký. Ngoài ra thì có các phiên bản khác giá từ 8.5 tỷ cho tới 9.1 tỷ, hoặc là bản autobiography, trục cơ sở dài thì ra hết giấy tờ khoảng 12.8 tỷ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này.